em sẽ kể cho anh biết về cái điểm nào quyết định để thầy gọi em vào. Vâng, đó là khả năng kiểm soát bóng của em còn chưa tốt. Đã qua một thời gian dài thì em đã chơi bóng rất ít. Vì thế nên là cảm giác bóng nói chung là không đạt như mình mong muốn. Và dẫn đến điều đó thì cũng không có gì là khó hiểu. Còn một điểm nữa là do ít thi đấu nên là em ít có kinh nghiệm trận mà vào đã nên là em đã không bằng các bạn.